Tính đến 18 giờ ngày hôm nay 22 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 10, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, hiện tổng số ca mắc là 1.148 người, trong đó số ca điều trị khỏi là 1.049 ca, số ca còn đang điều trị là 64 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.652 người.